Các bạn và các cháu ơi, chết mẹ rồi, hư rồi. Các bạn và các cháu ơi, đường của ta đã đường caramel của ta đã được rồi, ta bắt đầu chế vào một miếng nước. Ta lắc cái này này, đó, nó đừng có quậy nhá. Và cái sữa của mình nhá, cái đường nó hết kêu sọ sạo rồi là sữa đã được rồi nha các cháu. Đó, đã thành phần sữa rồi. Bây giờ ta bắt đầu đập trứng. Bây giờ ta bắt đầu đi cân trứng. Được 4 lạng rưỡi nha các cháu. Bây giờ caramel của mình đã được rồi, ta bắt đầu tắt bếp, ta để cho nguội chút xíu rồi ta chế vào trong 22 cái khuôn. Ta bắt đầu đánh trứng. Mình đánh trứng thì mình đánh như trứng chiên thôi các bạn và các cháu ạ, chứ không phải đánh như là bánh bông lan đâu. Nếu mà mình mà đánh như bánh bông lan là bánh sẽ sốt. Và các bạn và các cháu nhớ, nếu mà mình không có cái cân á thì mình đâm một lon sữa bò vừa lòng trắng vừa lòng đỏ, 10 cái trứng vừa lòng trắng vừa lòng đỏ là một lon sữa bò, thêm 1/4 lon sữa bò lòng trắng nữa là đủ. Còn ta cân thì ta cân 4 lạng rưỡi. À, hôm nay cô quên bỏ vani, một ống vani đó, một ống vani và một chút muối đó, một chút muối. Ta bắt đầu quậy đều lên. Ta đừng có bỏ vani vô trong trứng nha các bạn và các cháu, tại vì vani nó rất là khó tan, mà trứng nó đặc thì vani rất là khó tan. Ta bắt đầu đổ cái tô sữa vào tô trứng và ta bắt đầu rây trứng. Bây giờ còn nửa cái lon nước mà mình lấy mình chừa lại cho các cháu và các bạn đó nữa. Lúc này ta đổ trong cái thố, ta tráng thố. Vậy là ta đã xong phần trứng và sữa. Bây giờ đường của ta đã, đường caramel của ta đã nguội bớt rồi, ta bắt đầu chế vô 22 cái khuôn này. Các bạn và các cháu chú ý nha, là 22 cái khuôn. Cô thì cô không lắm khuôn đâu, nhưng mà bánh của cô vẫn đẹp nè. Các bạn và các cháu thấy không? Cô đâu có lắm khuôn đâu, bánh cô vẫn đẹp. Cô làm kiểu này nó quen rồi. Ta bắt đầu khuấy hỗn hợp cho đều và đổ ra cái ca này. Bây giờ tiếp theo là ta đổ ra 22 cái khuôn. Bây giờ ta bắt đầu đi đậy nắp.
Bây giờ ta bắt đầu đi xếp bánh lăng vào trong nồi. Bây giờ ta xếp bánh lăng trong nồi xong rồi, ta bắt đầu đi cân 2 kg nước và ta đổ vào trong nồi để hấp. Các bạn và các cháu nhớ nha, 2 kg nước. Nếu mà các bạn các cháu không có cái ký thì đong 2 lít nước. Vì bánh lăng rất là khó hấp, không phải như hấp những thứ khác đâu. Mà nhiều nước quá thì nó sẽ mau được, còn ít nước quá thì nó lâu được lắm. Và cái bếp ga, cái bếp á, chúng ta phải để cho nó ngay ngắn, không để lệch, là bánh lăng hấp nó sẽ chín đều. Bây giờ ta bắt đầu hấp bánh. Các bạn và các cháu nhìn này, bánh lăng của mình hấp mình để như vậy này đó. Mình để so le tròn thôi nè. Các bạn đừng có xếp thẳng. Nếu mà các bạn xếp thẳng thì bánh nó sẽ không chín đều. Đó, các bạn nhìn thấy này đó. Mình xếp so le về. Đó. Hàng giống như chồng tháp vậy đó thì bánh hấp nó mới chín được, còn không thì nó chín không đều. Bây giờ ta bắt đầu bắt bánh lăng lên hấp. Đó. Nó để nắp lại. Và để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Ta hấp 40 phút. Mà 35 phút là ta có thể đem ra ta thử rồi, chứ đừng có để 40 phút rồi nhiều khi cái bếp la ga của mình nó mạnh quá là bánh nó sẽ rỗ. Xin chào các bạn và các cháu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh lăng mà không có sữa đặc. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là nửa lạng đường đổ vô thắng caramel. Ta nặn vào một miếng chanh các bạn và các cháu ạ. Đó. Ta đổ vô một miếng nước. Ta bắt đầu bật bếp lên. Bây giờ ta đổ vô cái thố này 2 lạng đường. Các bạn và các cháu nhớ nhé. Bánh lăng mà không có sữa đặc thì phải 2 lạng đường. Một chút muối và một ống vani. Bây giờ ta đổ vào cái lon này 3 lon sữa tươi. Các bạn và các cháu nhớ nhé. Nếu mà không có sữa bò, nếu mà không có sữa đặc thì phải bỏ 3 lon sữa tươi. Còn nếu mà có sữa đặc thì 1 lon sữa đặc, 2 lon sữa tươi. 1 lon sữa tươi. Hai lon sữa tươi. 3 lon sữa tươi. Ta bắt đầu khuấy sữa lên. Các cháu nhớ nha, đường nó kêu xạo xạo là đường chưa có tan đâu. Khi nào mà đường hết kêu xạo xạo là đường tan rồi. Ta tiếp tục lắc cái chảo caramel như vậy này. Đó, ta lắc như vậy. Caramel của mình đã sắp được rồi các bạn và các cháu ạ. Bây giờ đã màu trở có màu vàng rồi. Bây giờ caramel của mình sắp được rồi, ta bắt đầu đổ vào một miếng nước. Bây giờ sữa của ta đã tan hết đường rồi, ta bắt đầu đi đập trứng. Các bạn và các cháu thân mến nha, bây giờ cô thử bánh lăng nha. Bánh lăng của ta nó còn bùng nhùng bèo nhèo vậy đó. Nó bùng nhùng bèo nhèo có mặt như vậy, sóng sóng vậy là chưa được nhá. Bây giờ cái chảo đường của mình nó đã được rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Chảo caramel mình đã được, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ nó cũng nguội rồi, ta bắt đầu đổ ra 22 cái khuôn này. Bây giờ nó nguội rồi, ta bắt đầu đổ ra 22 cái khuôn bánh lăng.
Bây giờ ta tiếp tục đi cân trứng các bạn và các cháu à. Đây là 10 cái trứng không có sữa đặc. Bây giờ bánh lăng của ta đã đủ giờ rồi, ta bắt đầu đi thử bánh lăng. Ta bắt đầu đi thử bánh lăng các bạn và các cháu à. Đây, các cháu nhìn nè, bánh lăng của ta nè. Nó thẳng thiêu, nó không có bùng nhùng bèo nhiều nữa rồi, nó thẳng đơ vậy đó. Ta chọc vô, ta rút ra, ta quẹt vô tay, không dính là đã được. Chọc vô, rút ra, không dính tay là đã được. Đó là mình đã xong một phần bánh lăng có sữa đặc. Bây giờ ta bắt đầu quậy trứng của bánh lăng không có sữa đặc. Đây là bánh trứng của bánh lăng không sữa đặc. Ta bắt đầu đi rây trứng, ta đổ trứng vào đây. Ta đổ ra đây một ít để lát nữa ta láng cái thố. Ta bắt đầu đi rây trứng. Các bạn và các cháu nhớ nha, đây là bánh lăng không sữa đặc. Một lon sữa, một lon 10 cái trứng, 3 lon sữa tươi không có nước lạnh. Tại vì bánh lăng không có sữa đặc thì phải 3 lon sữa tươi. Đó, ta chán cái thố như vậy. Bánh lăng có sữa đặc thì là một lon sữa đặc, 2 lon sữa tươi vừa nước lạnh. Còn bánh lăng không có sữa đặc là phải 3 lon sữa tươi không có nước lạnh. Bây giờ mình bắt đầu đổ vô khuôn. Ta bắt đầu đi đậy nắp. Đây là bánh lăng không có sữa đặc nha các cháu và các bạn. Bây giờ ta tiếp tục bỏ bánh lăng vô hấp tiếp. Đây là bánh lăng không có sữa đặc. Bây giờ ta tiếp tục đổ 2 cái nước vô để hấp bánh lăng không có sữa đặc các bạn và các cháu ạ. Đó, 2 cái nước. Và bắt đầu bắt bếp lên. Ta lại lắp lại. Bây giờ ta bắt đầu bật bếp. Thôi mình khoan lắm. Mình tạm cho coi cái phần này đã. Đây là bánh lăng. Hồi nãy mình hấp là bánh lăng có sữa đặc. Đó, các bạn và các cháu nhìn thấy không? Rất là mịn, rất là ngon. Đó, bánh lăng rất là mịn, rất là ngon, không có sữa đặc. Đó, còn bánh lăng không sữa đặc là cô chưa có hấp. Bây giờ ta đổ ta ăn một cái, ta ăn thử. Bây giờ ta đổ cái bánh lăng ta ăn thử các bạn và các cháu ạ. Đó, bánh lăng cô mới hấp xong. Các bạn và các cháu nhìn nè, rất là ngon, rất là mịn. Đó, giờ bắt đầu chế cà phê của ta ăn. Rất là ngon. Vậy là mình đã hoàn thành được các bạn ạ. Còn cái kia thì thôi mình đã coi cái phần hấp rồi. Đó, rất là ngon và rất là mịn. Đó, các bạn và các cháu nhìn nè, đó bánh lăng nè. Đây là bánh lăng có sữa đặc. Còn bánh lăng không sữa đặc là cô chưa hấp. Thôi giờ cô xin chào tất cả các bạn và các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. À, cô còn quên, bánh lăng á mà cô mua khuôn số 1 á là được 22 hũ. Mà nếu các cháu mua khuôn nhỏ hơn thì sẽ được có thể là 25 hũ. Đó, khuôn số 1 là 22 hũ mà khuôn số 5 có thể 25 hũ.